Chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp với bài số 10, chương 4, vector trong mặt phẳng tọa độ. Lý thuyết thì mình đã đọc hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần bài tập. Và trong khi làm thì mình sẽ lật ngược cái lý thuyết để chứng minh là vì sao có kết quả như vậy. Tôi đọc từ bài một nhé. Đầu tiên. Bài 4.16. Trong mặt phẳng tọa độ XOY cho điểm M13 và N42, tính độ dài đoạn thẳng OM, ON và MN. Chúng ta quay lại công thức ở trang số 62. Ta có nếu điểm M có tọa độ là XY, vector OM có độ XY, độ dài OM bằng x bình phương y bình phương. Là có OM gì? OM ta có M là 1 3, N là 42. Vậy ta có OM thế bằng nặng nhá. Thế bằng là OM vector thế bằng căn bậc 2 của 1 bình phương cộng với 3 bình phương bằng 10 căn 2. Còn ON thế bằng là ON công thức ở trang 62. Rồi. Đó câu A. Thế thì à? À, còn con MN nữa. MN bằng là MN. Chúng ta xem tiếp trang 63. Với hai điểm MX, MXY, NX'Y' thì MN vector MN bằng X phải chữ x, y phải chữ y và khoảng cách giữa hai điểm của chúng là MN bằng vector MN trong ngoặc tuyệt đối sẽ bằng là căn bậc 2 của cái này. Chúng ta sẽ tạo cụ thể sao? Bằng. Mọi người đừng khinh những bài như thế này. Nó rất cơ bản, rất chán nhưng làm thì biết nào. MN tức N chữ M 4 chữ đi 1 bình phương cộng 2 trừ đi 9 3 nhỉ, bình phương bằng căn bậc 2 của 3 bình phương cộng trừ 1 bình phương bằng là căn của 10. Rồi câu A. Sang câu B. Chứng minh rằng tam giác OMN vuông cân. Tam giác OMN vuông cân. Chết là cân đấy. Cân. Ta đã có là MN bằng căn 10. Và OM bằng căn 10. Như vậy nó cơ cân đúng không? Cân rồi. Sau khi có cân rồi, và nói tiếp. Vậy thì tam giác vuông cân thì cái cân đó sẽ nằm ở giữa hai cái góc. À, vẫn như thế nhỉ? Thì ta cũng biết rằng là khi hai vector nó vuông góc với nhau thì nhân với nhau nó ra 1. Chúng nào? Trong bài nào nhỉ? Tổng hai vector hiệu hai vector tích vector một số
À, chưa học nữa à? Chưa học nữa à? Đã học rồi nhỉ? Bây giờ là vuông nhỉ? Học rồi chứ. À cũng được rồi. Ta chứng minh thông qua công thức cosin vậy. Công thức cosin là gì? Đây. Độ dài của cạnh đây nhỉ, cosin được rồi. Đây rồi. Ta chứng minh cái cosin. Ta chứng minh rằng cái cốt của cái góc giả sử đấy, cân được không? Nó cân được không? Cân rồi. Đây là góc này, không biết bao nhiêu? Đây là góc MNOMM. M. Còn đây là O. Dạ thì sẽ có là cái góc thằng NO ON bình phương bằng MN bình phương cộng với N OM phương cộng với 2 lần nhân với trừ đi 2 nên MN nhân OM nhân với cos góc M. Đúng không? Rồi. Đó như vậy, chúng ta sẽ có hay sao? Thằng MN bằng OM đúng không ạ? Thay có vết ON, ON là căn để 20 không? Để 20. 20 bình phương mà, căn 20 bình phương là 20. Tiếp theo có là ngày là 10 cộng với 10 đúng không? Cộng tiếp với em trừ đi nhỉ? Trừ đi 2 nhân với thằng này, đây là căn 10. Nhân căn 10 là bằng 10 nhân với cos góc M. Ta có gì? Bằng 20 bằng 20 trừ đi 20 nhân với cos góc M. Nào, 0 bằng trừ 20. Không, trừ 20 cos góc M. Vậy suy ra là cos góc M bằng 0. Cos M không khi nào là tra bảng. Hệ thức lượng trong tam giác xin cos đâu nhỉ? Cos góc M. Đây rồi. Cos góc M bằng 0. Góc M bằng 90 độ ở trang số 34. Hãy suy ra góc M bằng 90 độ. Vậy thì tóm lại tam giác OMN vuông và cân. Vậy chúng ta mà cố gắng nhớ được công thức thì đầu mấy bài trước đầu kỳ sẽ dễ nhớ khi làm bài này. Nó còn quẩn có thế thôi. Vì bài tập mà khó quá thì người ta lại không cho sách giáo khoa đâu. Hồi mình học cấp 3 mình cũng ham mê giải những bài toán rất là khó. Nhưng cuối cùng chẳng được có vấn đề gì cả. Vì mình cũng chẳng có đi thi Olympic toán quốc tế mà giải vậy. Hãy học thứ đơn giản, bình thường, giống mọi người để ra thi bằng như mọi người, kiếm tiền như mọi người. Làm thiên tài trong lớp chỉ là sớm lúc thôi, chứ còn khổ lâu dài bạn ạ. Tiếp nhé, chúng ta sang cái bài 1.7. Trong mặt phẳng là độ XOY cho các vector A, B. Chú ý này, nó có là, rồi. A là 3Y trừ 2YZ à này này. A bằng 3y trừ 2z. Ở đây ta cần chú ý, yz là gì?
theo định nghĩa nó là các đơn vị, em nhỉ? Phải khó chứ. Đây rồi. Trang 61. Với một vector u trên phẳng Oxy có duyệt một cặp số x0 y0 sao cho vector u bằng x0 y cộng với y0 z. Ta nói vector u có tọa độ là x0 y0 và viết là u bằng x0 y0. Các số x0 y0 là hoành độ hoặc tung độ của u. Đó, thì ra mình quan tâm đây. Tức là gì? Thằng A này tương đương với A bằng là 3 2. Nào, dễ hơn rồi. Đó, B bằng là 4 trừ 1. Các điểm M 3 6 M M trừ 3 6 và N 3 trừ 3. Chúng ta cần gì? A tìm mối liên hệ giữa vector MN và 2A trừ B có MN bằng gì? Bằng cái điểm cuối trường đầu đã có là bằng là gì? 3 trừ đi trừ 3 và trừ 3 trừ đi 6 bằng là gì? Trừ 3 trừ 3 là 0 trừ 9. Còn vector 2A trừ B bằng gì ạ? Ta nhớ rằng là ta có 2 lại 2 3 2 trừ đi 4 trừ 1 bằng đi. Đưa vào trong ta có là 6 4 trừ đi 4 trừ 1 bằng gì? Cộng vào là 6 trừ 4 chấm phẩy 4 trừ trừ 1 bằng là 6 chúng là 2 4 trừ 4 là còn được bằng là 5. Bây giờ là 2 5. Có thể gì nhỉ? Vector này là không xong thôi. Không cùng tỷ lệ không xong. Có thể gì đây nhỉ? À không, cộng 1 đâu, đây là 3, nhìn đây là 3. Trừ 1 cộng 4 trừ đi trừ 1 trừ 1 rồi. 2 3 bằng 6 bằng là trừ 3 nào. N trừ đi 3 trừ đi 3. 3 trừ 6 6. Đây là 6 nhỉ? 6 nhỉ? 6 với trừ 9. Rồi, đây là 2, 3.
trừ 2a 2a 32 à, nhầm, để tôi trừ đây, trừ đây, trừ đây, trừ đây, đây là trừ 4, đây trừ 3, trừ 3, còn đây là 6, đây là 2, trừ 3. Còn thằng ở trên này, MN đó là 6 trừ 9, thì sẽ viết lại, viết tách nhé, ta sẽ có là viết dần thực đi, để cho 3 ra ngoài. Đây có là 2 trừ 3. Vậy sao? Ta có là vector như một số. Đây. K A. À, vâng, ta có là gì? Suy ra thằng MN sẽ bằng là 3 lần của cái thằng 2 phải trừ 3 đúng không? Thằng 3 đúng rồi, bằng là 3 lần của 2 A trừ B. Xong đó. Tiếp theo ra khỏi câu B. Nó hỏi rằng các điểm O, M, N có thẳng hàng không? Để thẳng hàng được thì ta phải có vector là O, M bằng K lần vector O, N. K lần nhé, tức là nó là song song với nhau. Đó, cùng giá. Chiều cùng quan trọng, cùng song song thôi. Thì ta có O, M. OM bằng M là trừ 3 bằng là trừ 3 6 ON bằng là 3 trừ 3. Cái này được ghi ở trong trang số đây, trang số 62. Nếu M có tọa xy thì vector OM có tọa xy. Đó, như vậy chúng ta sẽ quay đây thì ta biết làm thế nào. Bây giờ chia thử nhé, bây giờ làm là sẽ có cùng cái hướng K. Bây giờ ta lấy x để x không, x để x này, x phải y y phải. Nếu chia x cho x phải y phải mà nó đồng dạng với nhau thì ta sẽ cận nó bằng càng kia. Đó là ta thử luôn, trừ 3 trên cho 3 3 đây nhá, đây nhá, bằng là trừ 1. Còn y sao, 6 trên trừ 3 bằng trừ 2. Chúng khác nhau, do đó là hai vector này nó không có suy ra OM khác với K ON.
khi ra O M N 0 thẳng hàng không thẳng hàng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tiếp theo đó là bài câu C. Tìm điểm PXY để OMNP là một hình bình hành. Cách này chúng ta cần phải tưởng tượng hơi khó một tí. Chúng ta sẽ có như sau. Bây giờ ta có là O này, vẽ được tùy là dễ hiểu. O gốc này, điểm M là 36, N 3 trừ 3, N là x âm, đây là 3, đây là điểm này, điểm N đây. Còn điểm M là trừ 3, 6 là âm 3, và đương 6 ở đây. Đây, đây là điểm M, điểm N, điểm O. Sẽ có vẻ nó rồi trông rất là hay như là không như nào cái bẻ viết rồi. Rồi chúng ta sẽ xác định điểm nào đó để đi qua điểm điểm P đi, điểm O này, thì khả năng O là nằm giữa hai cái thằng MN rồi nên ta không phải vẽ đường P mà vẽ đường thẳng, nó không xong với cần phải nhìn thằng này này như này rồi đây kéo lên này, kéo nha, lên P. Vậy ta cần tìm gì? Cần tìm MP song song với ON. Cần tìm MP bằng với ON. Bằng đây gì? Vector bằng nhau, tức là cùng độ dài, cùng hướng, ta có ON. Bằng gì ạ? ON bằng là 3 trừ 3. Thế MP bằng là 3 trừ 3. Ta có P là tọa độ là X, Y. M có tọa độ là trừ 3, 6. Vậy thì ta sẽ lấy MP. Thế vector MP bằng là gì? Là P là x gì? Trừ đi M là trừ 3. Y trừ đi 6. Bằng 3 trừ 3. Từ từ đi. X cộng 3 Y trừ 6 bằng 3 trừ 3. Suy ra gì? X cộng 3 bằng 3, suy ra x thì bằng 0, Y trừ 6 bằng trừ 3, xoay Y bằng là 6 trừ 3 bằng 3. Vậy tọa độ của P chúng ta sẽ tìm được là 0 và 3. Đó như vậy. Ở chú ý cái điểm là MP sẽ bằng ON. Vì em thấy rằng là mình vẽ nhìn ra thằng O nằm giữa thằng M và N, do đó cái bình hành nó không thể nào mà cái đoạn OP không thể nào song song với cả thằng OM được, là không được. Đó, đây thì gọi là lấy MN ON trong OP. Thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài 4.8. Nếu mà trong quá trình nói mình nói nhanh quá thì mọi người ghi trong comment, mình sẽ điều chỉnh lại nội dung.
hoặc rằng lại giải thích thêm bạn nào đó trong quá trình nghe không kịp. Bài 4.8, trong mặt phẳng tọa độ OXY cho các điểm ABC, chứng minh rằng ABC là một đỉnh của tam giác, là ba đỉnh của tam giác. Đơn giản thôi, tam giác tức là ba điểm thế tạo là một tam giác. Lúc nào cũng vậy, còn cái tam giác đó nó có tức không phải hơi thừa, vì ba nguyên tắc của hình học là ba điểm tạo một tam giác. Tất nhiên ở đây ý ông chứng minh rằng là ba điểm này không thẳng hàng. Chứ nếu nhưng cái đó là một sai, vì ba điểm thẳng hàng vẫn tạo một tam giác bình thường. Đó theo quan điểm theo cổ điển. Còn đây họ cố gắng chứng minh cái này là đơn giản, cái dịch nghĩa cái câu A này tức là hãy chứng minh rằng ABC không thẳng hàng. Chỉ có vậy thôi. Đấy, ý họ vậy, họ viết hơi màu mè. Màu mè thế nên lại hiểu sai cái ý. Hiểu nhầm luôn cái nội dung nó cần phải hiểu. In này không phải là in sai hay do là cái người viết sai. Chứ chứng minh ai thế là tam giác là một vớ vẩn. Là một cái đề là lỗi rất vớ vẩn. Nào, ta sẽ làm chứng minh A là chứng minh nó là ba điểm không thẳng hàng. Ta có A một ba B 2 4 C trừ 3 2. Vậy ta có AB. Vector B sẽ bằng gì? 2 với B 2 trừ đi 1 của A. Lấy B là 4 trừ đi 3 sẽ bằng là 1 1. Còn AC AC đi. AC bằng là gì đấy? C trừ A trừ 3 trừ 1 tiếp là 2 Y trừ đi 3 của thằng A bằng là gì ạ? Trừ 4 chấm phẩy trừ 1. Thì hai vector này mà thằng x y không thể nhau đâu. X của nó là gì? X của thằng A là 1 chia cho thằng x của thằng AC đó là trừ 4. Trừ 4 thấy khác với y của thằng AB là 1 trên cho y của thằng AC là trừ 1. Hai thằng không tỷ lệ với nhau, suy ra là A B C không thẳng hàng. Còn lý do gì mà họ bảo rằng là thằng này nó là ba đỉnh của tam giác thì nó hơi ngớ ngẩn. Thấy nhá. Tất nhiên ba điểm trên một mặt phẳng tạo một tam giác. Bao giờ cũng thế. Bây giờ sang câu B. Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB. Trung điểm của AB. Đó là gì nào? Ta hiểu một chút rồi nào. Xem là gì không? Trung điểm của AB. Nào, quên nói dễ hơn. À đây. Ở trong ví dụ số 4 nó nói rằng là điểm xy ở trung điểm AB khi IA cộng IB bằng 0. Sẽ làm lại cái đó nha. Mẫu rồi. Ta có điểm MA. Mọi người xem kỹ ở trang 64. Nghe đây cụ thể đây.
ta cần có để M là trung điểm. AB ta cần có MA cộng MB bằng 0. Đây, AB đây, M đây. Hai vectơ A, điểm B, điểm M. Hai vectơ này là ngược chiều nhau, có cùng độ lớn nên tổng của chúng sẽ bằng 0. Nó có MA bằng, ví dụ M có tọa độ là x, y, thì MA là gì ạ? Là bằng A. A là 1,3, vậy là ta lấy 1 trừ đi x, 3 trừ đi y, còn thằng MB sẽ bằng là B là gì? B là 2,4 đúng không? 2 trừ x và 4 trừ đi y. 2 này cộng với nhau bằng 0. Bằng là gì? 1 trừ x cộng với 2 trừ x chấm phẩy, 3 trừ y cộng với 4 trừ y. Không đây, tức là điểm 0 nghĩa là 0. Đó. À, 1 thì là 3 trừ 2 x. Đây là 7 trừ đi 2 y. Ta có gì? Ta không bằng 3 trừ 2 x. Không bằng 7 trừ 2 y, suy ra là x gì? Thế bằng là 3/2, và y sẽ bằng là 7/2. Đó, đó chính là điểm M của chúng ta. Tọa độ của M như vậy. Chúng ta tiếp này. C, tìm tọa độ trọng tâm G của giáp đắc ABC. Thì G là gì? Chúng ta có công thức ngày xưa cũ học rồi, trong bài trước. Cũng nhắc lại luôn trong phần này. Đây, chính là cái bài với câu B của phần luyện tập. Thì nó tương tự như vậy, nhưng mình sẽ làm mọi người cùng nhìn, đúng không ạ? Cơ bản là nhớ cái là GA cộng GB cộng GC bằng vectơ 0. Mình vẽ nhé. Đây thì chứng minh lại một tí cũng được. Trọng tâm. Tại sao trọng tâm bằng 0? Mà chưa biết rằng là trọng tâm đúng không? Thì đường thẳng qua trọng tâm này sẽ đến đây là trung điểm này đúng không? Thì, đây. Thì cái MG ABC, thằng GB chứng một tí nhé, GB cộng GC bằng là GM này, bằng GM. Đây thì mình hành đâm ra GM thì bằng cái chân này ở y đi, thì cái thằng y trung điểm BC thì thằng GM bằng 2 lần GI. Các bạn đây hình hành nhé, đây trung điểm giữa. Thế thì thằng GA, chúng ta biết rằng là khoảng cách GA bằng 2 lần khoảng cách GI. Cái này chúng ta học ở lớp 8 rồi. Các bạn. Thế thì thằng này ngược chiều nhau, ngược chiều cùng giá, ngược chiều và độ dài thằng GA bằng thằng GM bằng, mà ta biết là thằng GM, độ dài GM bằng độ dài GA. GM ngược chiều GA
cửa A chia ra GM cộng GA bằng 0. Tốt GM này. Đó. Chứng minh như vậy. Bây giờ ta cần tính. Tính làm sao? Đó là điểm G. Điểm G nó là XY. Hay có gì? Cái đường dưới nhanh ạ. Nào, GB GA là gì? À, 1 trừ dx cộng với B là 2 trừ dx cộng với hàng C là C là độ gì nhỉ? C là độ là trừ 32 và trừ 3 trừ dx bằng 0. Tuyến y của nó là có gì, là 3 trừ dy cộng với 4 trừ dy cộng với 2 trừ dy bằng 0. Chúng ta sẽ có từng đường nào, 0 nhỉ? Đây là 0, đây là trừ 3x bằng 0. Và tiếp theo là có là 3, 4, 2 là 9. 9 trừ 3 bằng 0. Thì suy ra là x bằng 0 và y bằng 3. Đó là tọa độ của điểm G. Tiếp theo, tìm dx y để o 00 là trọng tâm của tam giác ABD. Ta cầm tìm là dxd. Dx y sao cho thằng o 00 là trọng tâm ABD. Thì ta sẽ căn cứ vào những tọa định cũ này là OD cộng OA cộng OB bằng 0. Ta giải cái hệ của hai chương trình thôi. Đó là OD. Y sẽ có gì là x cộng với OA. OA là 1 cộng với B là 2 bằng 0. Đến Y này cộng với A là bằng 3 cộng với B 3 này thiếu đâu à? 3 này cộng với bây giờ 4 không, cái suy ra là gì, x thì bằng là trừ 3, y bằng trừ 7. Đó tọa độ của D. Và dựa vào cái thằng này, thằng này là của x, phương trình với x, phương trình với y, ta có đây chính là A, còn đây là tọa độ của B, đây là tọa độ của D, chung cộng nhau bằng 0. Thì tách ra này, đây là trên vector, đây là tách ra đại số hóa của nó. Ở trên này là biểu diễn lực, ở dưới diễn tại là đại số ở dưới. Nguyên tắc nguyên nhân người ta có vector này chính là biểu diễn lực dưới dạng đại số, dễ hiểu, dễ tính. Chúng ta sẽ làm tiếp theo câu 4.19. Sự chuyển động của tàu thủy thể hiện mặt phẳng như sau. Tàu khởi hành vị trí A12. Chuyển động thẳng đều vận tốc tính theo giờ được biểu thị vector là V34. Chúng ta vẽ thử nhé. Đây, ví dụ có như thế này.
A1 2 1 2. Đây. Đây là A. Và vector 3 4 là gì ạ? 3 4 3 1 2 3. Đây là 4 này. Đây là 4. 4 này. Đây. Vector như này. Đây góc của nhá. Ta vẽ ánh xạ lên này, thành cái này, không xong lên. Đó, lên đây. Đây đến điểm ta cần để vector này. Nhưng mà thời gian nó là 1 tính rưỡi, tức là góc rưỡi lên. Thêm bạn nữa. Đây. Điểm cần đó điểm này. Chính cái điểm x này. Ta tìm nó. Điểm A nhá. Vector góc vào đây. Ta để đây là mốc tính rưỡi. Bây giờ tìm như thế nào? Ta có gọi cái điểm này là điểm điểm x này. Ta có nhá, vector v bằng là 3,4. Thế thì sau mà 1 tiếng rưỡi 1,5 giờ thì vậy thì khoảng cách cái độ dài của lực đó nó sẽ là gì? Cái v phẩy đấy thế bằng là 1,5 nhân với 3,4 bằng gì ạ? Bằng 3,5 là 4,5. Còn 4 × 5 là 6 nhỉ? À, 6. Rồi. Ta có V rồi. Độ dạng lực rồi. Ta cần tìm cái điểm x gì nữa. Ta có AX. Thế bằng cái V này chính là 4, 7, 5, 6. Mà với AX bằng gì? Dụ tao có X gì? Đặt X gì? Có tổ là X Y. Thì AX sẽ bằng là gì? X gì? Trừ đi A là 1 và y trừ đi hàng này là 2. Tổ y của a là 2. Thì ra có cái gì? X trừ 1 bằng 4,5. Y trừ 2 bằng 6. Suy ra x chỉ bằng 5,5. Y bằng tọa độ mới mà của cái điểm tại vị mặt thẳng đó lên chỗ này. Đó. Từ từ nhá, đó. Khoảng nhất là điều này hiểu được là sau 15 giờ thì cái vector này nó dài ra. Nó dài ra 1,5 lần. Đó là cái điều cần tâm. Ý là cái K của nó là 1,5 lần. Sau đó tìm được cuối. Tiếp theo, chúng ta nói đến bài 4.20. Trong hình này, đó quân mã. Thì quân mã này có đặc trưng trong cờ vua. Đó quân mã là đổi trắng thay đen. Đổi đen thành trắng. Nó đang đứng ở vị trí đen thì nó bay phía trắng, mà đứng phía trắng là bay chỉ đen. Ở đây là con đang đứng ở chỉ số là 2,1 thì khả năng nó sẽ nhảy về 0,0 hình chữ nhật một phát 0,0 hoặc nhảy sang là 0,2 hoặc ở đây là 1 à đây là 3,1 hoặc ăn con tốt này gọi là 3,3 hoặc on xe này là 2,4 hoặc lên 4 đây. Tôi bảo nhớ 1 chỗ, 2 chỗ, 3 chỗ, 4 chỗ, 5 chỗ và 6 chỗ. Con mã này là có năng lực như vậy, đổi trắng thay đen. Tất nhiên mọi người chỉ cờ vua thì nó rõ hơn. Còn nếu chưa cờ vua thì rất là khó để mô tả một tí. Lời khuyên đến thầy cờ vua hoặc cờ tướng sẽ giúp mọi người có kháng tư duy tốt đấy, chơi vừa thôi,
chơi để nắm tư duy, chứ nếu chơi để tranh giải thì rất là dở. Cuộc đời chúng ta không gắn với cờ vua, cờ tướng. Ngày xưa thì chơi cái đó là khó giải, nhưng bây giờ máy tính giải được hết. Nhất là cờ vua thì đã quét được, là vét cạn được các trường hợp. Đâm ra không thể nào người, sức người không thể thắng nổi máy. Sức người chỉ nghĩ được tối đa là sâu là 8 nước đến 12 nước. Trong khi máy nó có thể lưu trữ thông tin và nghĩ được khoảng độ 50 nước. Hoặc là 15 nước đến 20 nước, mọi người không để nghĩ đổ sâu như thế. Mà cái đó hoàn toàn không phải chiến đạo nhé. Nó hoàn toàn là bài toán là min max thông thường hoặc alpha beta cắt cụt để giảm tải quá trình tính toán thôi. Nó không quá khó, miễn đủ máy đủ mạnh. Buổi sau chúng ta sẽ chuyển sang bài 11 về tích vô hướng. Bài hôm nay dừng ở đây. Các bạn câu hỏi gì cứ đặt ở phía dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời hết. Cảm ơn các bạn đã xem.